shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chúng nó bây giờ là đang ở trên cả anh em ạ, có một đứa thôi. Mũ hai này. Uầy. Làm sao bạn ơi? Làm sao bạn ơi? Ngồi đây á. What the hell, hay là ngồi đây á? Ngồi ngay chỗ này anh em ơi. Ngồi đây hả? Thằng này, ngồi đây hả? Lên bảng đếm số luôn nha em, chỉ là ngồi đây canh anh à. Hơi bị chán mấy đứa ngồi canh kiểu này, ngồi canh không có nghệ thuật thì cũng ngồi canh được luôn mới ghê chứ là anh em. Lên đây. Có giỏi lên đây, nào. Lên đây em. Canh cầu thang à? Canh à? Canh à? Thích canh không em? Thằng này. Thích canh không em? Thích canh không? Thích canh không bạn ơi? Ok, canh này. Cái tội canh này có luôn được MP40 rồi nha mọi người. Để mình quần máu xíu coi. Hẳn là canh với kẹo cơ. Mình đang sẵn sàng chiến đấu rồi các bạn ơi. Nó đang ở nhà đối diện nhá. Làm sao? Làm sao? Ok, bạn thứ ba này. Cái kiểu như là... Ui. Trước lúc chết nó đã gài mình vào luôn đậu xanh. EQ này là EQ vô cực rồi mọi người ơi. Thế hóa ra là mình xíu mình chết nhá. Thanh niên EQ vô cực thế thì kinh rồi, biết nói gì nữa. Bên này có một khẩu phamát nhưng mà kẹo không chơi. Kẹo thì lại ưu tiên mấy cái khẩu súng tiểu liên hơn. Đơn giản là mình thích chơi hơn này, cũng như là khẩu SK thì bắn nó ổn định, nó ít giật. Đấy. Được chưa anh em? Ok mọi người, let's go thôi nào anh em ơi. 26 người trận hả, để mình coi. Xem chạy đâu kiếm 26 đứa kill cho nó mọi người ạ. Mới được có 3 kill thôi à, anh chàng băng giá ngày hôm nay thì hơi bị ít kill đấy. Nên là từ từ anh em ơi, chơi game là cứ phải từ từ. À, đậu xanh. Ở ngoài hả? Gì vậy? Hẳn là cầm M4A1 để sấy mình luôn cơ. Thế thì kinh rồi. Biết nói gì nữa hả anh em? Cầm M4A1 để sấy mình thì kinh rồi. Ok. Ngon là nha mọi người, mạng thứ 5 dành cho sĩ kẹo rồi nhé. Mấy các bạn này, chơi sao lại với kẹo mà cứ đợt chơi hả anh em ơi. Ok. Mình đang lượm bom keo đầy túi rồi nhá. Để mình xem có cái đồ gì dư thừa mình vứt bớt đi. À không, chúng ta có thể là lượm thêm lựu đạn này. Đạn súng tiểu liên thì vứt bớt đi và chúng ta sẽ có được thêm túi máu nhá. Đây, 5 túi máu rồi, tầm đạn như này là ổn rồi. Hầm sắt này xem là nó sẽ có gì nhỉ. À, 4x hả? Ngon, đây. Trang bị luôn vào cái ống 1x Sky anh em ạ. Chơi cho ngon lành này. Ăn đấm thôi. Bây giờ mình xem quay lại cái căn nhà ở phía dưới. Nếu mà còn nâng giáp thì ngon. Chúng ta sẽ nâng lên từ giáp 3. Chúng ta có được một cái giáp chống nổ. Ngon lành, đang còn nhá. Anh em chết kỹ này thì kiểu này là không có mìn rồi. Các bạn chạy qua và ăn nâng giáp thôi. Có người, có người. Có người, có người. Có người này. Lên bảng điểm số em ơi. Ok, ngon lành. Mạng thứ 6 rồi nha các bạn ơi. Đây. Loot thêm đồ luôn chứ ngại gì mà không loot hả. Xem là chúng ta sẽ có gì nào. Ok. Tiếp tục thêm bom keo luôn. Làm quả bây giờ tận 12 quả bom keo như này thì các bạn sẽ rất là có lợi về những cái bo cuối nhá. Ok, 20 thằng nữa. Bắn gắt vậy chú hả? Chú bắn thường thôi cháu ơi, đâu bắn gắt đâu. Mình qua phía này coi nào. Ok. Người đâu thì chưa thấy. Không hiểu sao cơ. Thế rốt cuộc là người đâu hết rồi vậy ta? Từ từ nha các bạn ơi, mình sẽ qua tạm cái phía ngoài này coi nào.
Đào đâu ra người bây giờ nhỉ? Con đã giáp chúng nổ rồi. Hình như là... À, có tiếng xe. Đây rồi anh em ơi. Xuống xe. Đúng lại em ơi, xuống xe. Đừng có chạy em ơi, con nó chạy rồi. Nó chạy mất tiêu rồi nha mày, nó sợ mình nó chạy này. Thanh niên thế thì chơi gì? Mày là mình hơi chán mấy đứa như vậy anh em ơi, mới sấy cho vài cái vào sẽ đã sợ chạy mất dép rồi. Như này thì chơi gì nữa? Đây. Chỗ này còn một cái nâng giáp thì phải, chưa ai ăn cả. Ok. Chuẩn bị lên được giáp chống nổ nha mọi người. Đây là giáp 4,5 thôi nhá. Con giáp này thì cực kỳ là trâu chó rồi. Quan trọng là săn người thôi. Ok nào, để xem là người đang ở đâu cả rồi. Mình sẽ cùng các bạn đi kiếm người nhá. 12 thằng nữa. Xem cố gắng hạ gục cho nó kiếm kill thôi anh em. Let's go luôn nào. Ở từng xe. Đây, dựng mấy quả bóng keo rồi nhá. Làm sao? Thằng này. Anh bảo chú xuống xe cơ mà. Nãy là anh bảo chú xuống xe cơ mà. Xuống xe cơ mà. Không xuống này. Thanh niên cái tội không xuống này. Nãy là anh bảo chú xuống xe cơ mà. Ui. Bắn làm quả thằng auto em vào chảo. Thế thì kinh rồi mọi người ơi. Thằng này nhá đạn kinh đấy. Né đạn như này thì mình cũng phải sợ nó rồi. Nhiều bom keo để làm gì? 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 Ok. Mạng thứ 7 dành cho xích kẹo nha. Tính là sồ ra để sấy anh à? Sấy làm sao được hả em? Cứ máu thôi mọi người. Ok. Còn lại thì mình cho cái vạch FP nó tự cộng vào HP nhé. Chích kỹ đàng hoàng xem có mình không. Không có đây, nhưng mà có người này. Có người này anh em. Lên bản điểm số ra nhà em, mạng thứ 8 này. Vào nhà quần máu đã. Chưa kịp quần máu thì lại có người ra. Pha này là pha hơi căng rồi nha anh em. Let go thôi. Ngon lành ở chứ anh em. À chứ là mình sẽ cần thêm đạn súng trường này. Túi máu này. À đúng rồi. Bây giờ mình đang thiếu khá là nhiều máu anh em ạ. Vứt bớt mấy cái đồ này đi mà lượng máu này. Đó, nó phải như vậy mới đúng này. Ngoài ra mình lấy thêm cái chảo che mông nữa. Thế này thì ổn rồi mọi người ơi. Ok, còn lại 8 đứa. Bo tiếp theo sẽ thu tại cái khu vực đó là sân tập gôn nhá. Ok nào các bạn ơi, cùng kẹo tiếp tục săn mạng nào. Ủa ấy. Gì vậy? Sao mà còn lại còn 5 đứa thôi á? Các bạn xấy nhau nhanh vậy. Xấy nhau nhanh thế thì ghê rồi. Ok, chuẩn bị là chúng ta sẽ qua cái đảo bên kia thôi mọi người ơi. Tầm này thì Kèo nghĩ là bo nó sẽ thu sang bên kia là nhiều. Sorry anh em là hiện tại mình đang hơi khàn giọng xíu. Thì các bạn thông cảm nhá. Tại kiểu như là nắng nóng mình uống nước đá nhiều quá. Ok ok. Chạy qua xem cái vùng UAV nào. Ồ. Lại đứng răm nữa hả? Ok thôi. Để mình xem mình qua nâng lên cái giáp 4,5 mọi người ơi. Ok này, giáp trâu như này thì ai chơi. Rồi nhé mọi người ơi, từ từ nào. Cùng kẹo tiếp tục săn mạng nào anh em. Mình nghĩ là ở cái phía đảo, khu vực này là khu vực thị trấn này. Tí nữa kiểu gì cũng có đứa chạy qua anh em ơi, nên là chúng ta sẽ canh ở ngay chỗ này luôn nhé. Ngoài ra thì cũng nên là để ý ở khu bên trong nữa, không là tí nữa làm quả xanh mộ thì hơi buồn. Nào để coi.
5 thằng nữa nhưng mà xem ra thì nó khá là khó kiếm đấy các bạn ơi. Nhìn thì tưởng như người thôi nhưng mà không phải đâu. Ok. Anh em nghĩ là trong UAV thì có ai không? Và đáp án là không có ai. Oh my god, thế này thì đào đâu ra người hả anh em ơi? Đào đâu ra người hả? Có thể là chúng nó đang ở phía trung tâm hết cả rồi. Nhưng mà thôi kệ, mình sẽ kiên trì, mình đứng tại đây. Mình canh mấy đứa mà chúng nó từ thị trấn nó chạy qua anh em ơi. Thế anh em xử mấy đứa bơi qua sông nó cực kỳ là dễ luôn này. 5 thằng nữa cơ mà. Không có thật hả? Bo tiếp theo sẽ thu tại khu trong này. Rồi nha, trong này thì lại không có trò gì cả này. Không biết là mình nên đứng chỗ nào cho an toàn. Thôi thì cứ chạy đại qua cái phía này anh em ơi. Đây. Vừa chạy chúng ta sẽ vừa ngó xung quanh coi. Ui. Thế là còn lại có 4 thằng nữa thôi à? Ok. À đây rồi, thấy người rồi. Phóng lựu cả. Phóng lựu cả. Cắt vậy, phóng lựu cả. Cái thằng trên căn nhà đỏ có phóng lựu anh em ơi. Nó có phóng lựu nha các bạn ơi. Thằng này. Thế chúng ta là phải đứng xa nó ra anh em ạ. Từ từ nhá. Đứng tạm qua chỗ này hay là quay lại quay lại. Móc lốp nó luôn. Làm gì mà lắm đạn phóng lựu thế hả bạn? Đây. Mình chạy qua mình móc lốp nó luôn anh em ơi. Nào. Làm sao? Ý chú thích làm sao cơ nào? Anh sấy cho lại không trượt phát nào bây giờ. Từ từ đã anh em ơi. Tại là mình cũng phải canh mấy đứa ở những cái vị trí khác nữa mà. Canh một cái thằng ở nguyên chỗ này thì lại không được. Có giáp chống nổ. Mình vẫn đỡ được một viên phóng lựu này. Ủa nó trong nhà hả? Đây rồi. Đây rồi. Làm sao? Làm sao bạn ơi? Lựu này. Thế no lựu nhé. Thế no lựu nhé. No lựu này. Làm sao vậy? Đậu xanh này em ơi. Chạy đi mày. Xài phóng lựu với anh à thằng này. Láo à nha mọi người ơi. Nó bắn không lại mình. Sau đấy nó mới rút phóng lựu ra này. Ok. Còn lại hai tầng cuối nữa. Tranh thủ mình loot thêm xíu đồ anh em ơi. Rồi nha. Tất cả mọi thứ đều ổn. Bo tiếp theo sẽ lại thu ra cái khu này. Ui. Hai đứa kia cho nó kêu nhau bằng lựu đạn rồi. Có lẽ là mình nên đứng đây và chờ tầng cuối anh em ơi. Một thằng nữa thôi mà. Rồi nha, để coi xem thằng cuối đang ở đâu. Ai mình thấy rồi. Ai mình thấy rồi. Này. Nó ngay phía trên anh em ơi. Ok. Anh em thấy chỗ này nó đang chạy này. Nó đang chạy này. Gốc cây phía trên nha các bạn ơi. Này này. Gốc cây này còn đâu nữa này. Làm sao? Chú thích làm sao hả? Chú thích làm sao hả? Chú thích làm sao hả? Làm sao? Làm sao? Ai nhiều mua keo hơn? Ai nhiều mua keo hơn này? Làm sao? Muốn gì? Ai nhiều mua keo hơn? Làm sao muốn gì? Muốn gì bạn ơi? Đứng lại. Yes. Top 1 10 kill. Ngon lành. Tuổi gì em? Ăn mừng thôi các bạn ơi. Trời ơi nó lại easy quá nhỉ anh em. Ngon lành cái nào. Ok. Kẹo được top 1 nhá. Với lại có 10 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.